chương trình xin được gửi tới toàn thể quý kinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý kinh thân mến, sự kiện của chúng ta ngày hôm nay rất vinh dự khi được đón tiếp những vị khách quý, khách mời vô cùng đặc biệt. Và tôi xin trân trọng được giới thiệu ông Sean Steele, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam. Special time in Canada, and to be here in Vietnam to witness the cherry season and see all of these beautiful cherries from Canada gives me a really, really great feeling. I'm also really happy that I can be here today with Clever Fruit to launch the cherry season here in Vietnam and see that Vietnamese discerning consumers have this opportunity to share in eating this really delicious fruit. Vietnam for Canada is a very important market, not only because of the size of the market with 100 million people, but because the tastes of Vietnamese people are increasingly sophisticated and discerning, and Vietnamese people are looking for the latest trends and what is the most delicious fruit or foods available, and that's something that Canada offers. So it makes me feel really gratified to see that this opportunity, along with the partnership we have with Clever Fruit, is bringing that Canadian fruit into the market for discerning Vietnamese consumers. Yeah, Canada's agriculture and agri-food industry has enormous advantages. Canada's the second largest country in the world, but we have a relatively small population. That means that the abundant resources in Canada, abundant land, abundant freshwater resources, are ideal for raising high-quality premium products. In addition, Canadian innovation and quality standards are the highest in the world. So from garden to plate, the quality and safety assurances that are in place in Canada guarantee to consumers in Canada, in Vietnam, and around the world that they are receiving healthy, safe, and nutritious products. So I'm really, really glad that we have the opportunity to share that abundant resource we have in Canada with Vietnamese consumers. Xin chào, tôi tới từ Canada. Tôi là Alex Jin của nhà vườn Zealot Fruit. Nhà vườn Zealot Fruit là doanh nghiệp gia đình chuyên trồng các giống cherry ở thung lũng Okanagan từ đầu những năm 90. Cha tôi là người lập nên công ty này từ việc kinh doanh lâu đời và giờ chúng tôi là nhà vườn cherry lớn nhất tại Canada. Mùa vụ năm nay, năm 2022 vô cùng tuyệt vời với trái cherry lớn, chắc quả và ngọt đậm đà. Việc xuất khẩu những trái cherry tới thị trường khắp thế giới bao gồm cả Việt Nam mang nông sản chất lượng cao tới tay người tiêu dùng, thực sự tuyệt vời. Chúng tôi kỳ vọng mùa vụ dồi dào sẽ kéo dài tới cuối tháng 8 hoặc sang đầu tháng 9. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị tận hưởng mùa cherry Canada đáng nhớ. Cherry Canada đấy, thì chị cảm nhận thấy là trái cây rất là tươi, ngon, ngọt và bóng, nói chung là đẹp. Thực ra là mình cũng biết là giá cherry hiện tại là rất là cao, nhưng mà vì cái chất lượng của cherry Canada rất là ngon và cái hàm lượng vitamin rất là phong phú,
đặc biệt là trong cái hệ thống Flavor Food ấy, thì mình được biết là để chỉ mất 2 hôm để đưa Canada về tận Việt Nam, và mình luôn luôn được sử dụng những cái quả cherry tươi mới nhất, vì vậy mình đã chọn. Các khách hàng của chúng tôi có yêu cầu đặc biệt cao không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà họ còn quan tâm đến việc sản phẩm có nguồn gốc ở đâu, nhà vườn đủ uy tín và có đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay không. Chính vì vậy, hàng năm chúng tôi đều phối hợp với Đại sứ quán Canada để tổ chức sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu cherry Canada thượng hạng đến với người tiêu dùng Việt Nam. Năm nay, sự thay đổi của thời tiết khiến cho thời điểm thu hoạch cherry Canada chậm hơn 2 tuần so với các năm trước. Tuy nhiên, điều này sẽ làm cho người tiêu dùng được thưởng thức cherry cao cấp vào thời điểm quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Tết Trung Thu sắp tới.